trời phiêu lãng cuối trời, đời bọn bè phù du kiếp người, chiều qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Quay đây con mùa hạ tươi vui, và lòng con nhiều điều muốn nói. Hai năm sáng năm hồn trái lên sông khi mọi người nhắn yêu thương cho tôi đời. Thưa quý vị, đó là bé Nghiên Lan cùng vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn các con. Ôi ôi, dễ thương quá. Tự nhiên thấy con diễn tiết mục này xong nha, chú Nghĩa muốn đi biển dễ sợ luôn vậy đó. Mà phải nói là Bảo cũng rất là hay nha Bảo. Em chọn mấy cái bé mà hỗ trợ cho bé Nghiên Lan giống em dễ sợ luôn vậy đó. Biết giống chỗ nào biết không? Trời ơi, ra tới nó đưa cái bụng quá rồi, bụng lắc. Tới nó mở rung bạc 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 vậy nè. Sao em không ra, em múa em nhảy chung với bé luôn, cổ vũ tinh thần cho bé. Thôi em mở quá, em bớt bớt lại anh ơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Không biết mấy cô chú giám khảo nghĩ sao đây. Mời mời chú Thanh Bạch trước nha. Con hát và múa động tác đi đôi với nhau rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nghiên Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn chú Quang Lê thì sao? Chú Lê nghe con hát xong chú Lê có muốn đi biển không? Quá tuyệt vời. Phải nói là chú đang ngồi đây, chú mặc áo này nó nóng nực lắm. Tại vì cái tạng người của chú nó cũng giống chú Bảo đây nè. Chú Lê muốn thay đồ giống như mấy bé hồi nãy ra múa bụng. Thích lắm, thích lắm. Khen thì về hình thể và cái yếu tố trình diễn là chú khen. Nhưng mà về cái kỹ thuật bài hát thì chú chưa khen, không phải chú chê. Tại vì con có cái yếu tố sân khấu tuyệt vời quá, cho nên con lại lấp đi những cái khuyết điểm nho nhỏ mà con có trong khi con ca. Cho nên bù qua sức lại, chú vẫn thích tiết mục của con. Cảm ơn chú Hoàng Lê. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ chạy vô rủ mấy bạn đi tắm biển liền cho chú. Đi. Bi, bài kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bọn. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Đi. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Dạ, tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe con hỏi nè. Sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à. Cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi, đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả với người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Suốt đêm thâu những lần cùng hôn
là ngọn núi cao che bao buồn sương gió đời con. Cha, người thầy dẫn con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng. Nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời, còn đó trong con những ngày thơ ông qua mau. Công mẹ ơn cha, năm tháng dài nuôi nắng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ ông qua mau. Công mẹ ơn cha, vị vừa rồi là tiết mục nhạc cảnh công cha nghĩa nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng năm tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chúa chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha. Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Luân mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dạy cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có cô Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Vinh đi. Bước chân nhỏ bé ông thổ về đâu trong đêm vắng tay, ngón tay gầy héo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, buồn là dù sao thiết tha khao khát từng đêm những bước trăng xa nhoi nhoi đang lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bé thơ lúc xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nơi thế gian lúc ngập tràn yên bình, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bé thơ lúc xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày đó là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, tôi nói cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Không được. Cảm ơn cô Thanh Hằng.
Hồi nãy giờ là từ đầu chương trình tới giờ mà chú coi là nó về tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Hồi nãy con có thấy không, lúc con đang hát là chú Quang Lê vừa. Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng Ân. Đến với phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút, con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ nha chú. Con cảm ơn chú. Chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi đáng yêu dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về Roberti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về Roberti. Chị đi ra la 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 la. Quý vị nghe quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc. Người ta tiếng ED mà. Đó, trời. Không có hiểu gì hết trơn trời á. Con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị. Đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn, nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời ơi! Thấy chưa? Vậy là con hơn chú rồi. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ nhạc gì cũng được. Thấy chưa? Thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát thử lên đâu. In your eyes, sitting silent by my side, going on holding hand. What have you the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the dark sky. Teaching me to love. Thôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong, con phải làm nhiều. Bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề con ha. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết ủa. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ. Mày luôn kìa, cho thế
trời ơi, cái cặp này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha, con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ nó ca câu đó, mấy người này ca riết thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe. Giới thiệu tiết mục tiếp theo để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu, tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to. Cảm ơn con. Ngồi trước mặt Băng Di bây giờ là một cô bé mặc một tà áo dài rất là dễ thương. Chào con. Dạ, chào cô. Ngay bây giờ thì con có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết con tên gì và con đến từ đâu được không? Con xin chào tất cả khán giả. Con tên là Tiểu Bình. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, khi mà con đến với chương trình ngày hôm nay thì con sẽ mang tới tiết mục nào? Dạ, con sẽ mang tới tiết mục Huế xưa. Huế xưa. À, con là người chọn ca khúc này hay là ai là người chọn ca khúc này cho con? À, dạ, con chọn ca khúc này. Cô thấy là con hơi run đúng không? Một chút nữa mình lên sân khấu là mình phải tự tin, mình thể hiện hết khả năng của mình cho ban giám khảo thấy tài năng của mình nha. À, bây giờ mình phải thể hiện như thế nào để cho mình tự tin hơn nè. Dạ. 1, 2, 3. Yeah. Ngã lưng
chữ tình. Chúc mừng con, chúc mừng con, nhà con ở Huế. Nhà không? Hả? Không phải người Huế. Trời ơi, mà sao hát nhạc Huế hay vậy? Đúng không quý vị? Hát rất hay đúng không ạ? Con ở thành phố, con dẫn mọi người ra tới Huế luôn con rồi đó. Làm chú Quang Mang. Con ra con làm tà áo dài màu tím rịm, rồi ánh đèn nó tím hết luôn. Cho nên cô thấy cô Thanh Thảo bên này nè. Chú thấy cô Thanh Thảo bên này là ngồi coi như là ngẩn ngơ từ đầu tới cuối luôn á. Không bấm được cái đèn luôn á. Có quên bấm như nãy không cô Thảo? Không, tại vì là cô đang chăm chú nghe, cho nên là đến khi mà cuối bài đó là cô đang muốn bấm, nhưng mà mấy chú MTV cứ đòi bấm giùm hoài à. Cho nên là cô nói thì bấm giùm đi, bấm giùm đi. Không, nhưng mà cô đồng ý rồi thì mấy chú mới bấm được. Cho nên tóm lại là cô bấm đó. Còn cô Tiên có cảm nghĩ gì về cái tiết mục vừa rồi của Tiểu Bình? Cô Tiên là mới vô có mấy giây cô bấm rồi đó. Đúng rồi, cô bấm đầu tiên luôn. Liền luôn. Lên một cái câu là cô bấm liền. Cô có lẽ là cổ yêu nhạc Huế nè. Cô thì khi vừa nghe con hát được một câu đầu á thì cô cảm thấy là đây là một cái màu mà nó rất là đặc biệt. Từ đầu chương trình tới bây giờ là cô chưa từng nghe một cái giọng của ai mà nó đặc biệt như giọng của con. Cái màu của nó vừa có một cái sự ma mị mà nó vừa có một cái sự dịu dàng, nó lại có một cái chút gì đó quyến rũ, nhưng mà nó không hề mỏng manh nha, nó rất là dày, một cái chất giọng rất là lên cao thì nó cảm giác là nó rất là vút cao. Nhưng mà con bị một cái khuyết điểm một chút xíu thôi là con lại không giữ được cái cảm xúc của mình cho toàn bài hát, nghĩa là con dồn trọng tâm vào một điểm cao quá, cho nên là ở một phần nào đó con sẽ bị đuối, sau đó con lấy lại được thì con lại cao trào lên được, nhưng mà sau đó con lại dần đuối một chút xíu. Con chỉ cần khuyết điểm đó mà con thay đổi một chút xíu, hoàn thiện một chút xíu thì con nghĩ là rất là tuyệt vời. Cô phân vân là tại vì là trong cái bài hát đó thì con làm cho cô bị hồi hộp, có lúc thì con đuối nhưng mà có lúc con lại vớt lại được, cho nên cô cần phải nghe kỹ một chút để xem là bé có khả năng như thế nào. Và cái bài hát vừa rồi con chọn thì là hát về một ca khúc về Huế, nên là con hát cái giọng Huế. Nhưng mà nếu con là người Sài Gòn thì chắc chắn là những cái ca khúc khác nữa, con có hát được những cái bài hát khác nữa không? Hay là con chỉ thích nhạc quê hương và thích nhạc Huế thôi? Dạ con còn thích nhạc nhạc Bolero. À, coi như là nhìn cái vóc dáng của con là thấy con yêu mến nhạc quê hương rồi. Thấy để tóc thề không? Mười mấy tuổi rồi để tóc thề dài như vậy rồi. Trong chương trình của chúng ta là ngay mới cái vòng này thôi là đã thấy quá hấp dẫn, là ngoài cái việc ca hát và tài năng của các bé thì luôn cái phần xuất hiện của các bé từ make up, từ tóc tai cho tới trang phục rất là chỉnh chu và rất là đẹp, khác hẳn với lại nhiều cái chương trình khác mà không có cái sự đầu tư từ ngay vòng đầu mà từ từ vào trong mới bắt đầu đầu tư. Thì chương trình này của chúng ta là đầu tư ngay từ vòng đầu rồi, cho nên làm khó giám khảo lắm nha. Tại vì là sau này mà mình nhận các bé về là mình phải làm cho các bé càng ngày càng hơn như vậy nữa đó, chứ không có được thua đâu. Bây giờ là con đã có sự đồng thuận của cô Thủy Tiên, sự đồng thuận của cô Thanh Thảo. Tuy là các chú MTV không nhấn nút chọn nhưng mà chắc chắn các chú cũng sẽ có những lời khuyên để mà khi mà con vô vòng trong á, con sẽ tốt hơn và tỏa sáng hơn. Xin mời các chú ạ. Chú thì chú thấy là một cái tiết mục trọn vẹn thì con gọi là con làm được khá là tốt. Đó, chỉ có cái là cái sự phân tâm của mình lúc nãy mọi người cũng đều góp ý rồi, thì cái đó thì có thể là con đừng ứng thấy MTV chưa có bấm mà con hoang mang nha. Không phải, tại vì không đúng dòng nhạc con các chú. Không phải, không, đó tại là, vì đó là chú, một phần tại vì chú bị choáng ngợp thiệt, công nhận lúc mà con vừa mới bước ra và ánh đèn tím nó phủ đầy sân khấu thì thực sự là chú hơi bị ngẩn ngơ. Chú choáng cho nên chú đi qua bàn kế bên chú bấm chứ chú không có bấm bàn chú. Thực ra là tại vì khi mà một cái dòng nhạc hát mà dòng nhạc Huế, lúc đó em rất là hoang mang là bởi vì không biết là bé giọng giọng Huế thì bé là người Huế. Cứ định nên là như vậy. Cho nên là không biết là bé hát những cái thể loại khác được hay không. Nếu mà mình đưa bé vào vòng trong thì nó sẽ có nhiều cái mà có thể bé sẽ không đáp ứng được. Đó cho nên là bài này rất hay nhưng mà sợ bị giới hạn. Nhưng mà không sao mấy chú ơi, bây giờ bé cũng ở thành phố rồi. Không sao bé có hai ngôi sao rồi. Không sao. Bây giờ con đã chứng minh con ở tại thành phố và con hát được nhiều giờ thể loại thì con là xứng đáng, rất là xứng đáng rồi. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Bây giờ thượt tha dịu dàng quyền chuyên thôi mày đi vô bên trong. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lam Giang, năm nay mình
12 tuổi và mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì cô đã biết đến Lam Giang một chút xíu, là cô đã thấy Lam Giang có một thành tích rất là lớn ở một cuộc thi khác. Khi mà mình đã có thành tích cao ở một cuộc thi khác rồi, vì sao con lại quyết định đăng ký tham gia Ai Sẽ Thành Sao Nhí? Dạ, tại vì Ai Sẽ Thành Sao Nhí là một chương trình mới, con muốn thử sức với một chương trình mới hơn và sân chơi nó sẽ khác biệt hơn là chương trình con đã thi rồi ạ. Đến với chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí thì con sẽ trình bày ca khúc nào trong ngày hôm nay? Dạ, hôm nay thì con trình bày ca khúc Bài Ca Trên Núi ạ. Và hy vọng là Lam Giang sẽ giữ vững được phong độ của mình để mà chinh phục ban giám khảo Lam Giang nhé.
thấy thế nào ạ? Hồi nãy giờ á, chú mới thấy là chỉ có mình con là khi mà con chưa hát hết cái câu đầu á là con đã được 3 sao rồi đó. Rất là đặc biệt. Bởi vì là ngay từ lúc đầu là con đã coi như dằn mặt các cô các chú rồi. Bằng cái câu đầu tiên là vô là đã cảm thấy là có đầy nội lực và cái cao độ cũng chắc. Nhưng mà có một điều chú hỏi là hôm nay con có vấn đề gì về sức khỏe hay không? Dạ con không ạ. À không ạ. Tại vì có nhiều, có một vài chỗ á cảm sau, giác như là hơi xét xíu rồi. Là có một đoạn ở chỗ bên nhau á, chữ nhau là con bị xét một chút. Nhưng mà thực ra khi mà hát mà bị fail như vậy thường sẽ gây cái cảm giác rất khó chịu cho người khác. Nhưng mà cô rất là bất ngờ và rất là ngạc nhiên, bởi vì ngay cả cái lúc fail như vậy thì con cũng làm cô có cảm giác dễ chịu. Bởi vì con đã luyến được cái đoạn sau để đánh lừa thị giác luôn cả cái đoạn trước. Cho nên nếu như mà chuyên nghiệp á thì nghe sẽ nghĩ là biết là bị fail. Đó là cái cách xử lý rất là thông minh của con và cô có lời khen cho con. Con cảm ơn cô ạ. Thật ra thì cái việc mà bé bị xét như vậy á, một phần cũng là do tâm lý. Có nhiều khi vì lý do thời tiết nữa cho nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giọng của con nữa. Mấy hôm nay mưa gió hoài phải không con? Cho nên là cũng sẽ có ảnh hưởng. Chứ còn thực chất ra là bé này là bé là có chất giọng. Con có học hát không? Con có. Tại vì trong cái cách hát của con, cô thấy đầy nội lực và cũng đầy kỹ thuật nữa. Cái khoảng là vang ngoài... của chất giọng bé vang... rất là đúng vang. Đúng rồi, cái độ vang của bé rất là có. Cao cho nên chắc. Là thực sự ra là con là một giọng hát hay, một giọng hát khỏe và sáng sân khấu là... nữa. À, sáng sân khấu nữa hả? Sân khấu, không, ha. cô không đánh giá cái đó nha. Cô thì cô thấy con có được cả ba cái, vừa có kỹ thuật, vừa có tình cảm trong bài hát, vừa có chất mộc mạc tự nhiên, mà con lại vừa rất là sáng sân khấu nữa, một cái gương mặt rất là bắt sân khấu. Và đó là bốn cái bên cạnh bốn cái, thêm một cái nữa là giọng rất là bắt micro nữa. Bây giờ là quan trọng là con đã nhận được ba sự đồng thuận từ các quý vị huấn luyện viên. Yeah, một cái mình vào vòng trong nè. 1, 2, 3. Yeah. Chào con. À, vỗ tay nè, đó, yeah. Oh, yeah. Cái này là ca sĩ tương lai nè. Đó. Giao lưu fan, không rồi. Rất là biết giao lưu. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá. Sao khóc nào? Nín. Ok. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này, ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha.
À, thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. À, rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết. Không khóc nữa nè, cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó, nó chưa có chắc lắm. À, thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. À, còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. À, về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng, à, tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hồ Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa của bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá giọng bự, lúc con bỏ giọng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Chào một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không may qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền? Có. Vai dữ? Có. Vai nghèo? Có luôn. Vai gì ghẻ? Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm? Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là cái trái thị nó chứa không đủ chị. Không trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng ha, hoặc là vai dì ghẻ, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái dì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? À? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Được. Quý vị coi nè nha, đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, có bây giờ bắt đầu đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực, mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi, ha? Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc? Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy, ha? Để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều lắm, cũng không làm được. Không làm được nữa mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, chị ơi, con đau quá. Vô đây tao hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Đứng ngoài đi. Tao đã nói rồi ha? Phải làm cho đúng đàng hoàng nha. Phải đi ra ngoài đồng á, chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia dòm là thấy ghét giống cái mẹ mình. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Cưng ơi, nãy sao á em làm đúng hay làm sai gì á?
có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em, còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con với mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị ru ngủ, tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em mới ngủ ngon ai à, từng ngày con ngóng chờ người về mà và về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Sẽ thấy mẹ về. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thì cả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? Thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ
nói là mỗi đêm á chị được gặp có một đứa con thôi à. Ý, vậy em mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy dạ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á, mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tân Lực. À, mẹ về. Tân Lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Ở nơi xa,
Sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em hồi tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tinh thần em ơi, của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Ngày hôm nay, cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng pháo tay dành cho hai con một lần nữa, thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa, đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc, ngay cái phần đầu mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. Đó, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. Lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì bùi rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim Bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con Lê mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. Bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha? Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh không có đau miếng nào chưa? Con có đau không con? Dạ không. Thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm pháo tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Đại diện ghe xa chú Thành Lộc, con sẽ cố gắng hết sức, mọi người nhớ ủng hộ con nha. Ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, các em thấy chị ba có đẹp không? Ai mà nói xấu chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba cắn.
chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại. Anh Nghĩa đã làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tao nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Ừ. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Này nè, em nè, đó. Trong cái tuồng này em làm vai gì không? Chị ba Hùng có biết. Hỏi nữa đi. Chắc là bởi vì chị ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi, thành ra chị ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng vai mang ăn cướp trong đó, nhớ không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tôi xỉu với chị ba này chứ. Trời ơi. Ủa, ba lanh quá hả? Đó đi à. Ừ. Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc. Và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá à. Không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ. Chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà
chú rất là thích mà. Bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ con 5 tuổi. Trời mới có 5 tuổi. Rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà còn làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả treo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém, cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này thì con lại tiết chế được, con nói chậm lại thì mọi người đã hiểu được con nói và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Và con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi chúc mừng chị Ba nha. Chị Ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị Ba hôn cưng, chị Ba hôn cưng, chị Ba hôn cưng. Dạ em cũng xin được hôn chị Ba. Cảm ơn chị Ba. Chúc mừng chị Ba. Ai báo mới, báo mới đây, báo đây, báo đây. Báo đi cô ơi, báo không? Báo không cô? Báo mới cô ơi. Cô mua một con tờ báo đi con. Cô ơi mua một con tờ báo đây. Báo đây, báo đây, báo đây. Ai mua báo đây? Tin nóng hổi, tin giật gân, tin mới nhận đây. Ai mua báo đây? Báo không coi, đi coi sập tập vỡ làm gì cho nó đuôi con mắt đây. Báo đây, báo đây, báo đây. Ai báo đây, báo đây. Chưa có thấy ai mà ngồi mà kiên trì như cái cô này đây. Tin nóng hổi tin giật gân đây. Có 100 người bị gạt đây. Ai báo đây, báo đây. Báo. Bán cho cô tờ báo, cái tờ báo mà nói 100 người bị gạt á con. Nè con. Gì vậy, làm gì vậy? Chóng mặt quá. Sao chóng mặt? Nãy mời cô không mua, đi vòng vòng 5 vòng chóng mặt quá. Bán cho cô tờ báo này. Cô cho con 3.000 đi. 3.000 phải không? Dạo này bán báo ế quá cô ơi, người ta coi báo mạng không à? 3.000. Cảm ơn cô. Ê, rau gãi lưỡi mới bán được. Báo đây, báo đây. Báo đây, báo đây. Tin giống hỏi, tin giật gân đây. Có 101 người bị gạt đây. Báo đây. Ai báo đây, báo đây, báo đây. Báo mới đây. Xạo mày. Sao nãy nói 100 người, giờ 101 có chỗ nào đâu? Giờ có cô nữa là 101 đó. Trời, cái thứ con nít quỷ. Đi bán báo mà làm gì mà không có chịu thật thà vậy? Ăn gian nói lận à? Có 100 người thì nói 100 người, giờ tới 101 người sao mà ăn gian nói lận? Đồ nít quỷ. Đi bán buôn. Nghèo đi bán phải thật thà chứ. Khổ quá mẹ ơi. Bán báo có 3.000 một tờ mà mình mua 2.500, mình lời có 500 mà chửi như con người ta đẻ vậy nè, trời ơi là trời. Thôi. Sao nhiều người không có lòng nhân đạo như vậy? Chiều nay mẹ con mình không có gì ăn, phải ăn giấy rồi mẹ ơi. Con ơi con. Con xin lỗi con nha. Thôi giờ con bán cho cô 2 tờ nữa đi. Cô mua 2 tờ nữa hả? Cho con 6.000 đi. 6.000 phải không? Rồi cho con luôn. Chơi luôn. Nhiều quá. Thôi. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Ok. Rồi. Sáng giờ con bán cũng được 200+ tờ rồi đó. Bánh bò bánh tiêu em đi bán cho kịp cái chợ chiều. Ai mua giùm em một miếng bánh tiêu.
bánh tiêu mày bán đi cho còn có chợ chiều. 3.000 một nùi nè cô bác đừng mua nghe không. Bánh này thiêu hết ăn vào cứ tương uống thuốc sổ lại. Mày bán ế xong rồi mày đem về cho dòng họ mày ăn đi con mắm đù lục tinh. Ê tao không có kiếm chuyện mày không mày? Nước sông không phạm nước giếng mày. Không mày? Đã bán ế rồi mày. Mình dở cái trò mình nói là ăn cái bánh của tao rồi rồi mà uống thuốc sổ lãi hả mày? Mày nhai gì đâu miếng rồi? Bánh á. Miếng rồi? Mì hả? Bánh bò. Bánh bò ở đâu? Nè. Cho kỳ mày. Trời ơi, tao đã bán ghế mà cắn gì bán ai mua. Sao mày ngu vậy? Bây giờ mày bán nó bị phiết một bên đúng không? À. À, bây giờ tao xé luôn, coi như mày cho tao một nửa. Đúng chưa? Bây giờ mày để cái này mày bán. Ai mua? Thì bây giờ mày lấy thêm nửa cái nữa, mày cho tao nửa cái nữa. Đó, cho mày gáp lại thành một cái mày bán, người ta sẽ mua. Con này bán mà cũng ngu. Quýnh lộn không? Dạ. Yeah. Mày tin tao quýnh không? Mày gan mà quýnh đi. Mày con gái mà mày hăng quá vậy mày. Mày chơi sổ lá kiểu đó mà ai chịu nổi mày. Bây giờ sao? Bước qua đây mày. Ôi, tao quýnh mày đổ máu, tao không phải là con muối á. Mày gan mà nhào vô. Mày qua đây. Mày bước qua đây. Mày qua đây. Mày ngon mày bước qua đây. Tao sợ mày hả? Quýnh đi. Ê mày đừng có cản tao nha. Tao không bao giờ cản, đứa nào quýnh trước làm cha nè mày. Mày Ê mày làm cha thôi mày. Mày trước làm cha rồi làm cha tao cái gì? Cái mày không lẽ mày là con gái mày đòi làm cha tao? Hôm nay tao bán tao buồn quá, bán ế tao buồn chứ thật ra tao cứ... Mày thấy gì không? Tao dành trước. Tao thấy trước. Tao dành trước. Tao thấy trước. Ây da! Cái đó tao thấy dứa bộ. Rồi tao nói chung tao dành được trên tay của mày. Vậy tao mày gì chia chứ. Nói thôi coi trong đây là gì. Nhiều khi trong đây là cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Tiền à. Con này làm thế ghê. Mày làm như chưa bao giờ cầm tiền vậy. Mình bán ngày nào mình cũng thu tiền mà. Làm như thấy tiền cũng như thấy tiền. La la thấy ghê. Wow! Mày hay quá ha. Mày hay đó mày cũng la gì. Mà coi kỹ này đó. Tiền lần đầu mới thấy. Năm trăm đô. Mày cất đi. Đừng có la. Bây giờ đừng có la. La ôm sầm. Người ta biết. Người ta lấy lại. Bây giờ la. Cất đi. Bây giờ la là mình có 500 đô. Đúng. Im lặng đừng có la. Im lặng đừng có la. Đừng có la. Đừng có la. Mày la vậy là người ta biết hết. Nghe chưa? Mày im. Mày đừng có bao giờ la. Tôi có 500 đô nè. Mày la. Mày mới la. Tao đang dạy mày. Ê hồi, ta lại quay lại. Người ta kiếm á là căm hồng nha. Im. Mày phải giữ cho kỹ thôi. Mày đi ngồi. Hay quá, giờ có 500 đô. Ê. Gì? Hôm quá. Ê, tao hỏi mày nha. Ừ. Nếu như mày có 500 đô á, mày xài sao? Tao sẽ mua một cây chả 100 đô. Với mình ăn dưới nửa ổ bánh mì. Ngu. Trời, 500 đô mà một cây chả nó bự bằng cái cột nhà sao mày ăn? Mày mới ngu quá. Sao ngu? Bình thường là người ta xẻ cái ổ bánh mì người ta nhét chả. Bây giờ mình xẻ cái chả mình nhét ổ bánh mì vô. Còn mày? Mày có 500 đô mày để mày làm cái gì? Nếu như có 500 đô này sớm thì má tao có tiền mua thuốc uống không có chết á. Tao còn nhớ hoài. Nói sao? Có một đêm đó hen. Mưa lớn thì còn lớn luôn.
cái má tao ho, lúc đầu ho nhẹ lắm. Cái tao gót nước vào má tủ, cái má tao gu cho tao ngủ. Tao chưa ngủ tao mới nằm xuống, cái tao nghe má tao ho nữa, mà ho mạnh hơn xíu. Má mày ho từ từ tăng đô lên vậy? Đúng rồi. Rồi xong cái lần thứ ba thứ tư gì đó, tao nhớ má tao ho quá trời luôn. Mà cái tiếng ho của má tao giống như hát vậy, mà cái tao ngủ ngon luôn. Không phải sáng tao mở mắt ra, má tao gục vậy luôn. Má mày gục là đã làm gì? Là má tao chết đó. Chung là má tao chết rồi đó, mày đừng có hỏi, nó mệt thằng đi ghê. Họ biết rồi. Má mày sao? Nói vậy chứ mày cũng còn có má mày ru. Tao lớn lên tao còn không biết ba má tao là ai luôn á con. Rồi tao đi bán báo, nhiều khi gặp mấy người lớn lớn, người ta thấy mình mà nhây quá hả, người ta còn đạp tao luôn á con. Mà thôi, mình vậy mình chịu rồi, số mình. Nói vừa bán này tao đâu có biết đâu, tao tưởng luôn mày cũng có ba có má. Anh hai. Gì? Mày mới kêu gì? Tao kêu mày là anh hai. Mày hổn. Mày mới kêu anh hai xong tao hỏi mày kêu gì? Tao kêu mày bằng anh hai. Xin lỗi. Sao tự nhiên mày bữa nay mày kêu tao bằng anh hai? Biết. Không ai nhận em làm em đi. Vậy là hai anh em mình giống như ở chung nhà luôn hả? À đúng rồi. Tao với mày mà ở chung nhà chắc mặn dữ lắm ha. Đứa mắm đứa muối chắc mặn banh xác. Mà cãi đi. Ê mà thôi không được đâu. Sao vậy? Làm anh không có được. Được. Không anh đi bán anh nghe mấy đứa trong xóm nó đọc rồi. Đọc nó đọc gì? Làm anh khó đẩy phải đâu, chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh phải dỗ dành, khi em bé ngã anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh chia phần em hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Nhà em thật khó nhưng mà thật vui, ai yêu con muối thì làm được thôi. Anh ai sống ổn luôn nha. Trời bài này á thuộc hay ghê. Không sao. Hứa nha. Anh hai hứa sẽ thương em muối. Rồi. Hứa nha. Ừ. Dĩa 500 này là phải của em luôn nha. Nhường em luôn á. Ê giang hồ mà mày chơi hàng gài hả mày? Trời ơi. Sao? Nó chơi thôi. Nó chơi thôi. Ngu không ngủ đi. Thế là thức sớm. Thức sớm đi lấy bánh bán á. Mà ừ. Sáng thì bán được có 1 mâm mà. Chiều bán chưa được miếng nào. Anh hai cắn hết nữa. Ru đại hát thôi gì? Hát ru gì? Đúng rồi. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa nhắc đúng thế. Sao mày không ngủ? Tỉnh ngủ. Trời ơi, ru vậy ai ngủ được. Hồi xưa má em ru vậy nè. Em kể lại lúc mà má em ho. Má mày ru mà cũng đánh nhịp nữa. Lúc ho lúc bệnh nặng đó. Tưởng là cái đó cái gì chứ dễ. À ơi. À ơi. Con ơi. Thôi nghỉ đi. Ê, hồi nãy mày nói là má mày ru xong, mày xong, má mày ho. Má mày ho xong sáng má mày đi luôn đúng không? Đúng rồi, chết đi luôn nè. Giờ mày gài, tao ru đặng mai tao đi luôn theo má mày hả? Có mày đâu. Muốn tao cho 500, tao cho luôn mày, mày đừng có chù tao chết nha mày. Không hề, không có lấy. Có nghĩa là thầy ho cái chỗ mà gu thôi chứ chết thì đâu mà chết được, đâu phải là... Thôi vậy ru bài khác đi. Ru bài gì kệ. Tao cũng biết mà. Hồi biết đó. Sao đừng có hát bài nãy đâu. Biết rồi, hồi đó trong diện mồ côi có mấy cô cũng ru vậy mà. Hát bài khác.
Hát bài đó có huông. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm canh chày. Giỏi lắm. Các con sống mà biết thương yêu nhau, biết lo lắng cho người, đó là điều tốt. Đêm nay ta sẽ đi tìm và gặp các thiếu nhi siêu nhí, và ta cảm ơn các con đã vượt qua những thử thách của cô. Bây giờ thì các con hãy dậy đi. Hãy dậy đi các con. Hãy dậy đi các con. Dậy đi các con. Lẹ lên để hết kim tuyến. Lẹ lên. Rải kim tuyến. Ý. Ý. Ý bà Tiên hả? Không phải. Cô này hát cải lương mà. Gì? Ý cô này. À, cô là Hằng Nga. Đúng rồi, cô là Hằng Nga nè. Đúng không? Ừ. Ủa sao mặt cô giống cô Thanh Hằng quá vậy? Ủa, ủa sao nó lãng xẹt vậy con? Rồi chứng minh đi. Phải không? Phải không con? Con có biết chữ. Mẹ coi đi. Đâu có biết chữ. Xin lỗi con, hai con lâu lâu bị khùng. Thấy cái hình tự nhiên làm hết rồi. Phải không? Yeah. Anh ơi, cái hình này là đúng rồi nè. Nhưng mà con cũng đâu biết chữ đâu. Nói chung mặt mặt giống thì con trả lại cho cô. Rồi cô cảm ơn các con nhiều lắm á. Cô kiểm lại coi tiền cô vẫn còn. Con con được, con chưa kịp xài cô xuất hiện rồi trả cô luôn. Yeah. Anh xin lỗi con. Cô, nhưng vậy? Mà cô giống cô Thanh Hằng. Cô nói là cô Hằng Nga mà chứ Thanh Hằng đâu. Thôi giờ cô Thanh Hằng Nga. Rồi chị Thanh Hằng Nga đi, giờ bây giờ để cô thử cô. Cô hát cho tụi con nghe bài đi. Bây giờ sao, giờ muốn nghe cô ca giọng cổ giống Thanh Hằng. Hát cho tụi con nghe bài được không? Hát nghe bài được không? Rồi. Muốn đi coi mà không có tiền mua vé. Vậy đó hả, tội nghiệp các con quá à. Thôi để ngồi xuống đây đi, cô hát cho tụi con nghe nha. Cô hát cho tụi con nghe nha. Hát đi cô, hát đi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru mang mát êm như sao diệu giật dơ, tiếng ru bên thềm trăng tà soi giọng thơ ngây qua lời ru êm ả, mẹ đã theo chân con trẻ trên vàng neo sông hồ. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tượng hình trong từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa, chắc là con khỏe nên con đạp con chồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giấc mình tỉnh giấc. Mẹ ơi, nay con đi
lắm. Mẹ ơi, mẹ đã thức giúp con trẻ suốt cả cuộc đời của mẹ. Bao nhiêu lần mắt bé mở lên, chỉ vì mẹ thương con trẻ còn đang lận đận nơi góc biển chân trời. Bao nhiêu lần con đã có lỗi với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn nở một nụ hồng phương phương, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Cảm ơn cô. Con không có mẹ từ nhỏ, nhưng giờ con nghĩ là nếu mẹ con bỏ con, mẹ con còn đau khổ hơn gấp ngàn lần con. Con hiểu rồi. Bây giờ con với lại con Muối phải sống thiệt là tốt, để cha mẹ con dù có ở đâu cũng phải hãnh diện vì tụi con, đúng không cô? Đúng rồi. Vậy thì á, bây giờ á, cô sẽ đưa các con đi thăm hết tất cả các thiếu nhi toàn thế giới này, các con chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Tắt đèn đi, đặng cho cô cháu tự do nha. Đúng rồi. Tắt đèn để mình đi hôn. Tôi biết bao nhiêu khát khao còn hoài lúc đây. Với nón tiếng hát em thơ hoàng ca, với đất sáng cho em nụ cười, không còn đêm dài, còn đẹp mãi không phai. Ôi nụ cười Việt Nam. Nụ cười Việt Nam với phần trình diễn của lớp nhạc nhẹ của cô giáo Yến Trang. Cảm ơn các bạn vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn các con nha. Lan Vi nè, Bảo Hân và Quang Hiểu cùng với cô giáo hôm nay mặc áo dài trắng hết đẹp, hết sức dễ thương gì đâu á. Không biết là với cái ý tưởng như thế nào mà cô giáo Yến Trang lại chọn tiết mục này cho cả lớp mình ha. Với cái tiết mục chung như thế này thì Trang nghĩ rằng với một cái nụ cười không chỉ riêng dành tặng cho tất cả quý vị khán giả, mà Trang muốn dành tặng cho tất cả thí sinh đã tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đặc biệt là với cái nụ cười Việt Nam thì sẽ đem niềm vui, cũng như là bài hát này sẽ làm cho tất cả chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Một tràng vỗ tay nữa dành cho học trò của cô giáo Yến Trang và cả cô giáo xinh đẹp của chúng ta nữa. Bỏ hết đi, ra chơi cái này với anh hai vui hơn nè. Vui không? Vui. Nhưng mà tụi em cột trâu lại hết chưa? Chuyện đó thì khỏi phải lo. Đã mê chơi á thì phải cột trâu cho chắc. Cột không chắc á, trâu nó đi ăn lúa của người ta, lúc đó bị ăn đòn tét đít luôn á. Anh á, khỏi phải lo. Em có cái mò cao vậy nè, em nhét vô cái mông á là không có sợ bị đau đâu. Đau đâu cho coi ơi. Cái mô cao này á, mà lót vô đây á thì được. Từ từ từ. Gì? Tôi đứng dậy, tôi xây cái mông ra coi tư. Mà lót vô đây á thì không có cái mô cao nào mà lót vô hết á. Thôi anh em rồi. Thôi. Bây giờ hai đứa có chơi không? Dạ chơi. Vậy bây giờ tụi mình chơi kéo co, chịu không? Chịu. Rồi, bây giờ mình chia phe nha. Anh hai, bé Tâm với Triệu Phú sẽ là một phe, ba đứa là một phe. Rồi, bây giờ mình chơi. Ba người bự chảng vậy nè, tụi em có thấy ẹt vậy nè, sao mà kéo lại được? Đúng rồi. Thì không lại thì tụi em thua thôi. Mà bây giờ chơi không? Chơi. Chơi thì bắt đầu. Đó, thấy chưa? Đã nói là có kéo lại đâu. Nói rồi. Không sao. Không sao. Có mình đây các bạn sẽ đánh lại bên kia. Ai đây? Tí. Tí nào? Tí con của ông Hoài Linh với bà Thanh Hằng ở xóm Giàm á.
Không biết hả? Không có. Mình á, ở thành phố mình về đây mình nghỉ hè, thấy các bạn vui quá cho mình chơi với nha. Mấy đứa quan sát. Bom 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 bom. Bạn con nhà giàu phải không? Sao biết hay vậy? Nhìn bạn bận đồ là tôi biết rồi. Không có giàu có gì mấy. Mà mẹ mình á nhà lầu 5 tầng á. Hả? Đi ăn hả là không bao giờ cho ăn hàng quán ngoài đâu. Nó ăn hả là có vị vi trùng á, không có vệ sinh. Nên lúc nào cũng cho mình bỏ một túi nè. Có nhiễm nè, cho nè. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, đồ ngon lắm á. Cái này là gì vậy? Chocolate. Chocolate. Mấy bạn biết vậy trơn á, vô rồi không có cho ăn lại nè, ngon lắm đó. Cái này ta gọi là sô-cô-la đó. À, sô-cô-la. Ăn, thôi, ăn lộn kia ăn á, mấy anh mấy chị ăn vậy không có được đâu. Ôi, nhiêu tuổi mà kêu người ta anh chị ngọt xớt vậy? Trời ơi, em coi vậy chứ em mới có 9 tuổi à. Chú em, là anh Biểu. Anh nè, anh 11 tuổi nè, mà có nhiêu đây nè. Còn chú em 9 tuổi mà ăn nhiêu đó hả? Coi được không? Thấy được mà. Xin dân dở. Nó nghe nè, cho em chơi đi. Không, không cho chơi đâu. Chơi đi cho cái này ngon hơn cái nãy nữa. Này thì cho nè, giờ chơi gì mấy đứa? Chơi gì, chơi gì? Em có trò đây nè. Chơi gì dạ? Tối hôm qua chúng em vừa coi vở cải lương trên vô tuyến truyền hình. Có bà Trưng cùng ông Thi Sách và có rất nhiều binh lính cùng ra tay đánh trận thật quay hồng. Thì đã thuộc nằm lòng. Vì vô tuyến hay chiếu tuồng này lắm mơ. Coi tiếc cơ thuộc lao từng chữ. Đó là tuồng tiên trong mê linh. À, cái tuồng này mình biết nè. Mấy à, anh ơi, cho em một vai nha. Vậy thì bây giờ phải chia vai mới biết được. Rồi, chia vai đi. Ngọc Tâm, em sẽ là chân chắc. Chắc á? Dạ, Tuấn Linh. Windy, em sẽ là chân nhị. Nhị nè. Ngọc Thanh, em sẽ là củ đấu chân. Tuấn Linh. Chân nè. Ồ. Ồ. Còn một điều hết sức là quan trọng. Trong tuồng cải lương này thì chỉ có một anh kép chánh. Mà còn đoàn hát cải lương Chăn Châu của mình á thì có tới 3 anh kép chánh. 4. 3. Bộn. Tránh ra. Tài tránh ra mà. Mà chỉ có 3 người như vậy thì biết lấy ai đóng vai Thi Sách bây giờ? Quách Phú Thạch. Không. Triệu Phú. Vậy thì hai đứa tự chia vai Thi Sách với nhau đi. Còn anh sẽ vào vai nàng Tía. Chơi. Anh ơi, mấy anh ơi, anh kia hứa cho em dài rồi, anh đi mất tiêu rồi, giờ cho em đóng dây rồi. Chú em có thể ngồi xuống được không? Anh ngước lên, anh mỏi cổ quá. Nè, nghề em còn yếu lắm, chịu khó xuống dưới ngồi với mấy người kia, coi tụi anh diễn. Mấy người nào anh? 4 người đó hả? 4 người đó đó. Ôi, mấy người đó nghề không bằng người này luôn, ghê ta. Thế em mê nghề anh thương lắm. Anh sẽ cho em một vai. Cảm ơn anh, cho anh mấy cục kẹo nè. Biết anh thế nào cũng cho em một vai. Cảm ơn em. Vai này rất là quan trọng. Trời, thích nha. Không có vai này không thể nào mở màn được. Vai gì vậy anh? Con voi. Cái. Đồ làm con voi nè, bạn cầm đi, tụi mình xong hết rồi đó. Trời ơi, có đồ làm con voi luôn mới ghê.
kệ, làm con voi cho giống con voi. Mà con voi nó ở dơ lắm, nó ưa nằm dũng sình lắm. Chét sình trên áo, chét sình trên mặt. Chét rồi, con voi chuẩn bị rồi. Hỡi phu tướng, cách tường thành phu tướng không thể nào thay được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu thành, khôi giặc xin chàng chứng giám. Thì tướng quân cảm ơn mấy bạn nha, mấy bạn thiệt là bà chơi bạn tốt á, mình núp ở sau đít các bạn mà các bạn giấu mình kỹ vậy sợ luôn á.
Ai ngu? Dạ bạn này ngu. Trời đất quỷ thần con. Chục. À. Trời ơi, sao mình mấy lắm đem vậy con? Nè, làm con voi. Voi cởi hai bà chân. Lên. Xích ra đi. Cái gì vậy? Voi. Đi xuống. Mẹ. Đứa nào bài ra cái vụ này, đứng lên. Bài đâu? Hai anh này chỉ nè. Trời ơi, quá trời quá đất ha. Có chút xíu vậy mà cái đầu mày bự dữ hả con? Trời đất ơi, con của tao, tao cưng, tao chiều nó một roi, con không dám đánh. Mà hai đứa bay biểu nó làm voi cho bay cẩn làm sao hả? Mẹ. Cái gì? Mẹ không có đông đánh mẹ ăn con. Trời ơi, con ngu quá đi, nó dụ con làm con voi. Mai mốt nó dụ mày làm con voi, mày bò chết luôn đó con. Trời ơi, không có được đâu, chở đi chơi à. Cho vui lắm mẹ thôi, mẹ về đi. Thôi đi về khám bệnh liền. Không về, đi về làm cái gì? Về khám bệnh liền. Bệnh gì? Có bệnh thì phải đi khám bệnh, chứ bệnh gì trời ơi. Cho hết nè. Mình á coi vậy á bự bự con, chứ mình bệnh nặng lắm. Phải đi Sài Gòn chữa bệnh, mốt về thăm các bạn tiếp nha. Thôi đi nha. Lẹ đi lẹ con. Trời ơi má, trễ giờ rồi. Hả? Về nghe. Nhớ mà mốt thăm. Về thăm các bạn hả? Trời đất ơi, con kỳ cục quá. Con là con nhà giàu, không đi chơi với cái đám chăn trâu dơ bẩn vậy. Ba. Gì nữa? Dạ thưa ba, chúng con là đám chăn trâu nghèo khổ, dơ bẩn. Nhưng chúng con sống thiệt thà, không có gian dối. Bạn Tý từ xa về đây vui chơi với tụi con. Mới gần nhau đó mà bác dội kêu về thành phố. Dạ thưa bác, chắc bạn Tý sẽ buồn vì nhớ miền quê. Bên mái tranh cơ hà chứ rạ có gì đâu nhớ mày. Dạ rồi nơi này bao người sẽ nhớ, nhớ thương ban nghiền, vừa vui trong vai diễn đơn sơ. Tiếc tha quá thân dài tuồng nho, thỏa niềm ước mơ từ lâu. Bác ơi đừng mắng ban về để ở lại với chúng con một thời gian. Rủ nó ở lại này mày bắt nó làm con gì nữa mày hả? Rồi mai xa cách bạn Tý sẽ quên, biết bao vui buồn nơi đây. Bạn về bao giờ gặp nhau chúng tôi đây. Mong chờ từng còn bây giờ á, mình sẽ đi mà mốt mình sẽ về thăm các bạn, nhớ nha. Mẹ kỳ quá à. Đây cái gì mà mày ngồi im để té xuống giường bây giờ? Muốn chơi mà. Đi về nhà, trời ơi có mua đồ chơi quá trời sao không chơi? Vừa đến với lớp học của ông Năm với sự góp mặt của tất cả các anh em trong gia đình ông Năm và Sĩu Tú Quỳnh Hương. Cảm ơn vũ đoàn Chuông Gió. Trời ơi,
Cái câu chuyện này dễ thương quá. Tự nhiên ai trong chúng ta cũng có một thời tuổi thơ mà chơi những cái trò như thế này, dàn trận rồi diễn vai tuồng với nhau. Hôm nay thì anh Hữu Quốc lại một lần nữa mang những cái cảm xúc cho chúng ta nhớ về những ký ức của ngày chúng ta còn bé. Này, có phải là hồi nhỏ anh cũng y chang vậy không anh Quốc? À, dạ thưa anh Đại Nghĩa, nó y vậy đó. Mà cái lớp này nó cũng y chang với lại Hữu Quốc vậy đó. Bắt đầu mê cải lương từ năm 8-9 tuổi, 10 tuổi là học ở các lò cổ nhạc. Và khi mà biết ca rồi á, thì 11 tuổi, trong lớp này 11 tuổi rất là nhiều. Và vào trường đào tạo diễn viên hát Trần Hữu Trang năm 14 tuổi là bằng tuổi với Thế Thanh. Nên làm việc chung với các con, được dạy các con thì nó y chang cái tuổi thơ của Hữu Quốc đã trở lại. Và Hữu Quốc cảm ơn Đài Vĩnh Long cũng như là công ty Sen Vàng đã cho Hữu Quốc có được những cái giây phút sống lại với những cái tuổi thơ và được học ở các con những cái sự hồn nhiên trong sáng. Kính thưa quý vị, mới cái buổi chạy chương trình ngày hôm qua thì cả phim trường chúng tôi đã tổ chức cái ngày sinh nhật của bé Quách Phú Thành. Nhưng mà trong đêm qua, tối qua thì tôi về của ông Năm. Tất cả các cô chú ở đây và tất cả các anh em của con đều yêu thương con cả. Và đây có lẽ là một cái ngày sinh nhật mà không bao giờ quên đối với bé Triệu Phú. Bởi vì tất cả tình cảm mà chúng ta đều dành cho bé suốt từ đầu chương trình đến bây giờ. Và điều đó đã được thể hiện rất là nồng nàn, rất tình cảm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương bé Triệu Phú trong đội Cung Năm. Phương trời gợi tình nụ tâm xuân vơi vơi trong giấc mê đời, người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa tôi với người một thời bướm đẹp bên. Thank you.
ràng. Bên ngoài sương lạnh vầng trăng dần tan, cùng vui với đêm hoa đăng. Ngày mai biết còn gặp chăng? Vẫn còn đây, còn ghi nhớ mai đêm này, tình yêu như đã đong đầy kỷ niệm xưa vẫn còn. Xin cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này con dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, có hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không con? Có. Thấy. Cô dừng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn cái luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá. Nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà nó linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và con tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô Vinh. Để coi thái coi độ của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào, mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Thèm ăn yến. À. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại cho các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Ừ, cảm ơn con, mời con vào trong. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chở che và ánh mắt chưa chan bao điều
nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn, giấu giếm con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im câm đi. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thoái, mẹ yêu ai. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nhé mẹ ơi. Mẹ yêu ai, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ được hạnh phúc thôi suốt đời. Từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn, giấu giếm con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im cam nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi, mẹ yêu ai. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo. Về chờ che mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Xin được chúc mừng cho Lưu Quốc Vượng đã hoàn thành phần thi của mình. Và xin phép được mời cô Ốc sẽ là người chia sẻ đầu tiên về phần dự thi này của bé Quốc Vượng ạ. Ngay từ khi mà hình ảnh của con lúc nhỏ hiện lên là cô đã tràn nước mắt rồi. Tại lúc bé con đáng yêu lắm Vượng. Con dễ thương, tất cả những em bé đều rất là đáng yêu. Và cô nghĩ tới các con của mình mà cô cũng nghĩ đến những em bé xung quanh mình nữa. Nhiều cái luồng cảm xúc trong cô. Cô là một người rất là yêu việc làm mẹ, rất là hạnh phúc với cái sự vất vả của mình. Và nghĩ rằng là cuộc đời mình á, cái điều giá trị nhất đó là mình được làm mẹ. Mẹ của con cũng như vậy. Nhìn nụ cười của mẹ con trong những hình ảnh mà mấy mẹ con vui với nhau, hay là lúc con nằm trong vòng tay của mẹ con ấy, cô biết rằng là mẹ của con sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cho con của mình được chạm tay tới ước mơ. Ba mẹ phải thật là hạnh phúc. Mẹ phải được hạnh phúc như lời bài hát. Và chúng ta sinh ra những đứa con, điều chúng ta mong muốn nhất đó là con của mình được khỏe mạnh, bình thường, được trở thành một người tốt, trở thành một người có ích. Còn nếu như may mắn con của chúng ta tài năng, thành công, thì đó quả thật là điều rất là tuyệt vời mà không cha mẹ nào lại không mong muốn như vậy. Nên cô xúc động và cô cũng ước ao một cái điều nó lớn hơn, đó là mọi trẻ em đều được hạnh phúc, đều được yêu thương, đều được bảo bọc. Bởi vì trẻ em phải được điều đó. Ít nhất là trong chương trình này thì chúng ta cũng đã cho mọi người thấy rằng là những đứa trẻ đến đây, các con được làm cái điều các con thích. Mặc dù có thể là có sự vất vả đấy, bởi vì riêng đối với công việc nghệ thuật, nếu như không có vất vả, không có cố gắng thì sẽ không bao giờ có được những tiết mục tốt và chỉnh chu. Cho nên cái sự vất vả đó nó thật là xứng đáng. Cô cảm ơn con vì tiết mục này. Cảm ơn cô Ốc. Về phần biểu diễn của con ngày hôm nay thì cô cũng
chia sẻ với con rằng á, là một cái người nghệ sĩ, người ta hát một cái ca khúc mà được gọi là một người ca sĩ thông minh á, có nghĩa là người ta biết lượng cái sức của mình, biết điều tiết cái năng lượng của mình, cái làn hơi của mình trong cái bài hát. Mình sắp xếp cái bài hát nó giống như một cái chiến lược như vậy đó. Trong cái tiết mục ngày hôm nay con hát á, thì cô cảm nhận được là con hát với cái cảm xúc của mình, nhưng mà đồng thời cái năng lượng mà con dành cho cái bài hát của mình á, nó chưa hợp lý lắm. Tuy nhiên con là một em bé, như ngay từ đầu cô đã nói là có một cái vốn quý trong giọng hát của con. Và một cái điểm mà cô cảm thấy rất là mừng, con vừa có vẫn giữ được cái độ chuyên nghiệp của mình, nhưng vẫn giữ được cái sự hồn nhiên của mình, không để bị cái sự chuyên nghiệp quá lấn át. Cái đó là cái các cô chú muốn nhìn thấy đúng thật sự, đúng thật sự. Hôm nay cô mừng lắm, cô thấy ở con một cái sự cân bằng giữa cái nét diễn xuất của mình, giọng hát, cũng như là cái nét hồn nhiên của chính cái lứa tuổi của con. Nhưng mà cô chỉ nhắc nhở là hát dù cho cảm xúc bao nhiêu mình cũng phải kiểm soát và tính toán cái làn hơi của mình như một chiến lược để cho xử lý tất cả các đoạn đều phải hiệu quả nhất nha con. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Đào Duy muốn được hỏi thầy Nam Cường rằng là ngày xưa là mình bắt đầu thích ca hát từ khi nào và bố mẹ có ủng hộ mình? Mình nhớ là cái khoảng thời gian vào năm 2003 lúc mà mình bắt đầu quyết định vào Nam để lập nghiệp, thì nhà Cường thì không có ai theo cái nghiệp ca hát hay là làm nghệ thuật cả. Cho nên là khi mà quyết định đi là một cái sự đắn đo rất là lớn trước khi mà nói chuyện với bố mẹ. Ba là người rất là khó tính trong nhà, mà ba nói một câu mà Cường nhớ đến bây giờ: thôi thì con hãy làm cái gì mà bản thân con thích thì con mới thành công được. Ba mẹ không có ép, nhưng nếu không thành công hãy về đây với ba mẹ. Bố mẹ dù là giàu nghèo hay là ở một cái hoàn cảnh nào đó cũng làm tất cả mọi thứ vì con. Có thể họ nhiều tiền, họ có thể là hỗ trợ được cho con được nhiều điều kiện hơn, nhưng có những người vất vả có thể cả ngày không gặp được con, nhưng để làm gì? Để là nuôi sống và xây những cái ước mơ cho con mình. Cảm ơn những phụ huynh cho các con tham gia vào chương trình Thử Tài Siêu Nhí ở các mùa và cả mùa này cũng vậy. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn thầy Nam Cường và cảm ơn tất cả những cái tình yêu thương mà bố mẹ của bé Quốc Vượng đã gửi đến bé. Và ngày hôm nay bé đã có một cái tiết mục biểu diễn theo cá nhân của chú là chạm đến cảm xúc của mọi người. Cảm ơn ạ. Mong hương thơm này trôi
quen chạm vào tim ai. Tâm sen hay là tâm em giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát. Mang yêu thương này cho đời, em tinh khôi giữa mây trời, thanh cao mơ màng tựa dáng ai. Mang yêu thương này cho đời và em kêu hạnh giữa muôn người, có phải em hay là sen? Đẹp quá, Vũ xin Đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh đó, thấy không? Con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Bé cảm nói, ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa? Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con, cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi, và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi. Và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, cao để trào. Mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục sen. Trời ơi đứng lại con ơi, mày nó coi đứng lại đứng lại. Trời ơi đặt tên Dưỡng chi nó chạy nhảy như khỉ vậy không biết nữa. Đứng lại, cái áo đó là của bà nội, áo này mới của con nè. Mèn ơi, tao nói đem bữa rồi mà có mặc đâu á, mặc thử cho nội coi đi con. Mặc thử đi. Nội, con có một điều kiện.
Điều kiện gì, 10 điều kiện cũng được, nó miễn con mặc cái này vô cho nổi nè. Nhắm cái ni mà không biết nhỏ con mặc vừa không đây nữa nè. Đây coi, đây coi. Đây, 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 đây. Ôi, mèn ơi, vừa khích lắm. Đây coi, 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 coi cái gương, coi cái gương. Đẹp không, đẹp không? Đó, xoay dầu, xoay dầu. Ôi ơi, đẹp trai bá cháy hùm chứ. Rồi, nói điều kiện gì đi. Đáp ứng cho. Nội, yeah. Nội phải ở đây chơi với con. Điều kiện gì chứ điều kiện này không có được con à. Thì nội vừa mới hứa với con mà. Chứ cái gì cũng được mà cái này khó quá à. Con thấy đó, ba má con đón nội qua bên đây chơi kia một tháng mà ở mới ba tuần lễ chịu không nổi con ơi. Cái xứ gì mà vừa chán mà vừa buồn nữa à. Ban ngày thì ba con đi mần, rồi má con cũng đi mần, rồi con không học này cũng học nọ. Ở nhà nội với ai, chào hỏi con mình. Bước ra ngoài hàng xóm gặp tay không đâu biết nói chuyện. Thôi cho về cho chắc con à, nha. Thôi, nha. Nội đây chơi con đi. Khổ ghê, cái cậu này nhõng nhẽo quá. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, để nội vui mà con cũng vui à. À, bây giờ con nghỉ hè rồi đúng không? Yes. Bây giờ nội sẽ dẫn con về Việt Nam chơi với nội. Việt Nam? À. No. Mắc gì đâu. Hả? Đây nè, để nội nấu cho con nghe. Việt Nam của mình á, đẹp lắm ha, vui lắm, thú vị lắm. Nè, hình ảnh của Việt Nam nè, đó. Đây, 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 đây. Cây cầu khỉ tượng trưng đặc biệt cho cái miền sông nước Nam Bộ. Ha, mà nội đố cháu nội nội luôn, tại sao người ta gọi cây này là cây cầu khỉ? I think bởi vì trên cầu có con khỉ. Tên Dượng là lúc nào cũng lôi khỉ dữ Dượng vô hết trơn á. Tại vì á, nó là một cái thanh tre, nguyên cái cây tre tròn lẳng này bắt qua vậy nè. Người ta đi không có vững, lúc nào bước đi người ta cũng giữ thăng bằng như vậy. Nó giống như con khỉ lắc lư, gọi là cầu khỉ. Đó, còn nhiều lắm. Đây, văn hóa Việt Nam nè, để giải thích cho con nha. Đó, mà quên nữa. Người Việt, nói với người Việt là bằng tiếng Việt chứ không có pha được nữa này nữa kia, nghe không? Gì? Dạ. Nha. À, đây, có một cái bài hát nói về cái tiếng Việt Nam mà nếu như con học bài hát này á, con sẽ một phần nào hiểu rõ về văn hóa Việt Nam. Để nội dạy con hát nha. Dạ. Rồi, đây. Khám đi, khám đi. Hey. Việt, dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bàn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phủ ngồi mỏi mòn đời chờ chinh phu. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn, tiếng Việt còn trong mọi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữa tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vòng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữa tiếng Việt chưa nói đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Khoan được ông nội. Được, con sáng dạ ghê luôn á, mới chỉ có chút xíu mà con hát hay hơn nội rồi. Ê nè, nội nói cho con nghe ha, đất nước Việt Nam mình là hình chữ X. À, miền Bắc á là ở trên cùng là quê của mẹ con. À, còn khúc giữa đây là miền Trung. Đó, còn sau cùng là miền Nam, quê của nội là ba con nữa đó. Ừ, về Việt Nam chơi đi, nội chở con đi từ Bắc tới Nam luôn, ngon lành. Tụi má con mới về. Daddy. Trời ơi. I want to travel Vietnam. Vietnam? Yes. Why? Because Vietnam is very wonderful. No. Listen. You know. Hey. No. Nghe 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 nghe. Hiểu luôn nha. Không có được vậy. Dượng. Tô bị Dượng. Bể biểu. No. My name is Tommy Vượng, not Tommy. Thôi khó quá anh Dượng. Nói nghe nè. Bây giờ như vậy,
con cháu mình nó còn nhỏ, nó không có biết gì hết trơn á trời. Nhưng mà nhân cái gì cũng tại bay á ha, cha mẹ trẻ không biết cách nói chuyện với con, không biết cách dạy con, rồi cái rốt của con mình á không biết gì về quê hương đất tổ nó trơn trời á. Làm cha làm mẹ giờ bậy lắm nha, không có được. Biết là con cái vợ con là bận bịu, bây giờ tính vậy, cứ ở lại đây làm đi, chừng nào sắp xếp rồi về sau. Bây giờ á má đưa cháu nội của má về Việt Nam chơi được không? Are you ready? Ê, tiếng Việt. Ba đồng ý không ba? Hả? Ồ. Tiếng Việt. Ồ, được chứ. Giỏi. Ê, hát cái bài hát hồi nãy đi con. Nãy giờ hát ngon lành lắm nha. Vậy hả? Nghe con trai hát nè. Hát đi con. Vô. Thuộc chưa? Ngoan lành. Vô. Tiếng Việt đêm xuân xưa hát niềm thương quan họ, câu qua câu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương. Tiếng Việt trên dòng sông có điều nam ai buồn, ai chờ ai bên bờ xưa, ai chưa về ai còn đôi mắt. Được gửi lời cảm ơn đến với diễn viên Lâm Thành Phát, Hồng Trang và Vũ đoàn Đam Mê đã cùng hỗ trợ cho phần dự thi của thí sinh Lưu Quốc Vượng. Về giọng hát của con thì không bao giờ mà con làm cho mấy thầy cô ở đây cảm giác là thất vọng hay hụt hẫng gì cả. Và bài hát này cũng vậy, con hát cũng rất là tròn trịa, đầy đặn, tình cảm. Còn về cái phần câu chuyện thì hôm nay thì mọi người xem thêm được một chút tài lẻ của con. Đó là không phải chỉ mình hát không thôi mà mình cũng còn có thể diễn xuất được nữa. Còn trong cái tiết mục này á thì lẽ ra thí dụ bà nội sẽ phải hát một câu không cần phải nhạc, bà nội hát trước một câu dày, rồi sau đó âm nhạc lên, hình ảnh bà nội vẫn đang tiếp tục dạy cho con trong cái nền nhạc đó, thì bắt đầu vào cái lời hát con hát lên thì nó sẽ dẫn dắt cái cảm xúc người xem nó đi từ từ, không có bị gãy mạch cảm xúc thì nó sẽ hay hơn. Và lúc đó những cô chú vũ công với những cái bộ trang phục đó và những cái tạo hình để làm cho chúng ta nhớ về quê hương, về Việt Nam, bước ra sân khấu nó sẽ hợp lý hơn là những cô chú đó đã có sẵn ở ngay từ ban đầu. Thì đó là về cái phần dàn dựng, cho nên là chú hơi tiếc một chút. Vậy là trừ điểm là trừ 2 thầy.
chứ là bé nó đâu có biết cái gì đâu đúng không con, mà con ngơ ngác là con không biết gì hết đúng không? Dạ vâng ạ. Đó. Vì tiết mục này giọng hát của bé không có cái gì để góp ý hết trơn. Nghĩa là nếu như tiết mục này không có phần dàn dựng đó, không có phần tiểu phẩm, thì thật sự là chỉ một mình giọng hát của Quốc Vượng đã tạo ra một tiết mục rất đẹp rồi. Và cũng chỉ mong rằng là mọi người sẽ yêu tiếng Việt hơn, và thông qua bài hát của con thì các bạn trẻ sẽ có ý thức sử dụng tiếng Việt nó chỉnh chu hơn, để mình sẽ giữ được cái nét văn hóa, bởi vì tiếng Việt của mình thật sự rất rất là đẹp. Cảm ơn con rất là nhiều Quốc Vượng. Cảm ơn cô ạ. Đào Duy muốn để cho cô Đoan Trang là người nhận xét cuối cùng, bởi vì nói về cái câu chuyện tiếng Việt, nói về câu chuyện tình yêu dành cho tiếng Việt thì có lẽ cô Đoan Trang là một trong những người khá là đặc biệt trong gia đình của mình và trong cuộc sống của mình nữa, thì cô Đoan Trang có thể chia sẻ tí xíu về quan điểm của cô trong tiếng Việt lẫn phần biểu diễn của bạn Lưu Quốc Vượng. Mời cô ạ. Nhà của Trang thì con của Trang là phải nói hai thứ tiếng, tại vì nói tiếng Việt thì làm sao bố hiểu được, cho nên bắt buộc bé phải nói bằng tiếng Anh trao đổi với ba, và phải nói cái ngôn ngữ riêng của ba nữa, đó là tiếng Thụy Điển, cho nên em bé phải tiếp nhận cùng một lúc ba ngôn ngữ. Nhưng mà không bao giờ Trang và bà ngoại thôi là hướng dẫn dạy dỗ cho bé Son, con gái của Trang, là không nói tiếng Việt, lúc nào cũng luôn luôn nhắc nhở bé là những cái từ bé nói bằng tiếng Anh mình phải quẹo qua tiếng Việt để cho bé ấn tượng ngay lập tức cái lúc đó. Còn quay trở lại phần biểu diễn của con, phần hát của con hôm nay cô rất là thích. Thích ở chỗ là con xử lý hơi rất là tốt, để mang lại cái nhã chữ, tất cả mọi thứ rất là nuột nà và mượt mà. Cái đó rất là hay ở cái chuyện là con đã biết tiết chế. Nhớ cái ngày đầu con xuất hiện không? Cho tới bây giờ con đã bắt đầu thay đổi một cách rất là tích cực và rất là tốt. Cho nên cô muốn chúc mừng con vì điều đó. Cảm ơn con. Con cảm ơn cô ạ. Lựa chọn cho thằng bé cái áo dài, mặc hát một cái bài về tiếng Việt, hát một cái bài dành cho tình yêu của văn hóa Việt Nam mình, thì đó cũng là cái công rất là lớn của thầy Cường. Mời thầy chia sẻ tí xíu về cảm nhận của mình ạ. Với thầy, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nắm tay nhau và đi được một chặng đường với rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những điều mà chúng ta đã học được. Vượng không có phải là sở trường những cái dòng nhạc này, em rất là thích những cái dòng nhạc sôi động như mà mọi người đã thấy trước đây. Và để đưa những bài hát như thế này, từ lúc mà hát thư pháp á, đã là vật lộn với nhau rất là cực. Và đến cái vòng này thì thật sự là ăn không ngon ngủ không yên cùng với nhau. Và ngày hôm nay con thật sự làm cho thầy rất là tự hào. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy ạ. Một đời yêu con thương
ba mẹ mất con mất nhà, giữa đau thương lầm than đã nợ thêm biết bao nỗi qua. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung, chẳng con gì. Mẹ là mẹ cứu lòng, sống đời dạng dị thủy chung, ngày mai nước thôi ngâm đông, vẫn xinh đẹp hình chính những
cất lên từ ngàn đời. Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hy vọng, rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hy vọng. Cảm ơn Nhóm Múa, cảm ơn Nhóm Múa luôn, Nhóm Múa xuất sắc quá Nhóm Múa ơi. Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ cho cổ múa, không bao giờ lấy tiền cát xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mà được vào chung kết. Cô của con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Đây không đó nó bị lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài cho con đây không biết luôn, nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Muốn ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. Con. Wow, cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao, mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con. Bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại em... giờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói.
Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. Chào con. Chào chú. Rồi bây giờ con hãy giới thiệu cho chú và tất cả quý vị khán giả được biết con tên gì, quê ở đâu. Dạ, con chào chú và chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Dương Gia Kiệt, năm nay con 11 tuổi. Con quê con ở thành phố Đà Nẵng. Ồ, Đà Nẵng hả? Chú thích Đà Nẵng lắm á. Con thích hát nhạc gì nhất? Dạ, con thích hát nhạc cổ điển. Hả? Nhạc đỏ. Hả? Truyền thống, cổ điển, bán cổ điển, nhạc đỏ. Tại sao con lại có cái sở thích nó khác hoàn toàn so với một cái đứa bé như con vậy? Dạ, bởi vì là vì giọng con cũng là giọng cao. Thôi bây giờ là trước khi bây giờ mình lên sân khấu, chú chúc cho con may mắn. Dạ nhá. 1 2 3. Yeah. Mà các con chọn, nhưng mà cô đang hy vọng là cô chạy lên đây để lỡ mà vô cái vòng trong á mà Thảo An Giang chọn... quá để mà các con mà chọn hay. Giám khảo thì chọn cô nha. Nhớ cái gì nha, mà nhớ dành nha. Từ xa rồi. Thứ nhất là cô cháu mình hôm nay là mặc đồ hợp với nhau đó, con thấy không? Rồi, hợp với cái bài về Việt Nam nè, đúng không con? Cho nên là bây giờ đó, từ ngày hôm nay đó là cô sẽ để ý con nè, nhớ mai mốt chọn về đội của cô nha. Để ý mà nãy giờ chưa hỏi tên người ta nữa. Mẹ đó. Cá mà. Bây giờ từ từ. Sau khi nói xong một vòng rồi con có thể giới thiệu tên con không? Dạ, con tên là Dương Gia Kiệt.
Năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Trời ơi, con có biết là người Đà Nẵng là nhiều người hát hay lắm không? Chị ơi, cho chú hỏi nè, con có đã học qua một lớp thanh nhạc nào chưa? Dạ rồi. Biết ngay thấy không? Sao vậy? Qua cách biểu diễn của con nó rất là chắc. Cái giọng hát và cái phát âm nó ra rất là chắc, giống như là một người đã trải qua một trường lớp rồi. Nhưng mà bé học hát là do chị hướng cho bé hay là bé đam mê từ nhỏ? Dạ, bé đam mê từ nhỏ. Bé đam mê từ nhỏ cho nên chị quyết định là cho bé học theo cái đam mê của mình. Dạ. Con học thanh nhạc ở đâu con? Dạ, con học thanh nhạc ở Đà Nẵng và ở Sài Gòn. Tại vì thực sự trong giọng hát của con là đã nghe được cái kỹ thuật thanh nhạc trong đó rồi. Từ cách phát âm, cách mà con đẩy chữ này nọ thì các chú lúc đầu là mới con mới vừa hát mấy câu là tụi chú đã bấm liền rồi đó. Tụi chú bấm đầu tiên đó. Cô tin chắc là sau này Đà Nẵng lại sẽ có thêm một ngôi sao nữa. Bởi vì là Đà Nẵng quá nhiều ngôi sao, cho nên là sau này con cũng sẽ là một ngôi sao rất là nổi tiếng. Cô tin là vậy mà cô khen quá trời cho nên là nhớ mặt cô nha. Nhưng mà khoan. Mẹ Cám thả thính quá, mẹ Cám cảm ơi. Cảm ơn cô Thảo nhiều. Nãy giờ cô Thảo hay là các chú bên MTV có nói gì á thì con nghe cho vui vậy thôi. Nhưng mà con phải nhớ là ở nhà cô, bánh gạo cô là hôm nay là 4 tuổi rưỡi rồi và rất là xinh đẹp. Cho nên là... Cái gì vậy? Chị ơi, cái chương trình này đâu phải là chương trình kén rể đâu chị. Sao chị kén rể đây luôn vậy chị? Cái đó là tương lai thôi, nhưng mà hiện tại là bánh gạo của cô thì truyền thông chưa có xuất hiện. Nhưng mà nếu mà con thích đó thì con sẽ tới nhà cô rồi cô với bánh gạo sẽ chơi với con ha. Ngoài tập hát là mình phải có giải trí nữa chứ đúng không? Chứ tập hát không thì đâu có được. Quan trọng nhất là con đã làm không chỉ là các cô chú bấm chuông cho con mà còn giúp cho khán giả rất là vui, còn đứng dậy để cổ vũ cho con nữa, đó là có điều quá tuyệt vời. Chúc mừng con là thí sinh bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. À, ngồi trước mặt cô là một cô bé mặc cái áo dài rất là đẹp, làm cho cô ganh tị. Cô không có áo dài đẹp như vậy để mặc chung với con. Cô muốn biết về tên của con và con đến từ đâu để tham gia chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Bình Phước. Vì sao con lại quyết định tham gia chương trình? Vì con muốn thử sức mình tại nhiều sân chơi để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cô chúc con sẽ có một cái phần thi thật là thành công để mà giành được quyền bấm chọn của ban giám khảo nha. Bây giờ thì mời con lên sân khấu. Chào con. Biết luôn
con. À, dù sao thì chú cũng phải chúc mừng vì con đã hoàn thành tiết mục của mình. Đối với chú thì rất là dễ thương, rất là hay. Mà thôi giờ mình tặng quà trước ha. Tặng quà trước. Tặng cho con cái quà kỷ niệm với chương trình. Cô Thảo ơi, cô Thảo nhận xét gì về phần biểu diễn này? Cô thấy thoáng buồn trên gương mặt của con. Thường là người Bắc có cái cách phát âm và cái cách nhả chữ trong bài rất là chuẩn. Cho nên là hồi nãy giờ cô thấy là cao độ rồi kể cả cái phần xuống thấp của con á cũng rất là hay nên cô mới bấm chọn. Nhưng mà sau đó thì sau nửa bài đó thì có vẻ là từ từ con đuối dần. Mình bình thường ở dưới mình hát có thể sẽ hay hơn, nhưng mà khi lên sân khấu thì vì nhiều cái lý do tác động thì có thể là mình sẽ có phần là đuối hơn. Vì vậy mà các cô chú ở đây chưa có nhanh tay để bấm cho con. Con ơi, con đừng có khóc nữa, cô cảm thấy là cô rất là có lỗi với con. Cái chất giọng của con rất là đẹp, rất là trong, nhưng mà con bị khuyết điểm một cái là ở khoảng giữa con rất là tốt, nhưng mà khi lên cao á là con bị không rõ chữ, ở bên dưới á thì con lại bị mờ. Cho nên cái thất bại ngày hôm nay nó không hẳn là tất cả mọi thứ đóng lại với con, mà cô nghĩ là tiếp theo sau đó con sẽ có những cái kinh nghiệm, những hy vọng là con sẽ nhận được những cái lời khuyên của cô và con ráng phát triển cái phần cao của con và phần thấp con về con tập lại nhiều hơn nữa để con mở giọng hơn. Thì sau này cô tin chắc là với một cái ngoại hình đẹp như vậy, một cái gương mặt rất là xinh xắn như thiên thần á, thì chắc chắn là sau này con sẽ rất là thành công. Đừng buồn, mình xem như là như cô Tiên nói, một cánh cửa đóng lại thì cũng là cái cơ hội để mình nhìn lại bản thân mình trau dồi nhiều hơn. Và chú chúc cho con lúc nào cũng vui vẻ. Cười lên cái ơi, cười lên. Cười, tươi, cười. Đây, và một lần nữa chào quý vị khán giả đi nè. Chào con. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Bảo Trân, đây là em Bảo Hân. Chúng con lập nhóm ra bởi vì chúng con có cùng sở thích và cùng tính cách với nhau. Sở trường của tụi con là rock. Dạ, tham gia chương trình này thì tụi con hát bài Try. Tụi con chọn bài Try này vì bài Try này có ý nghĩa là nói lên sự cố gắng. Tụi con sẽ cố gắng trong phần thi ngày hôm nay. Yeah. Everyone about wise to wait.
xỉu luôn á. Tới phút cuối là chú là đi nhìn xung quanh chú kiếm gấu rồi, tại chú sợ là không vô. Xây qua xây lại xây lên. Ô hai mươi sao, chúc mừng hai con. Ba sao rồi, ba sao. Chị bấm hồi nào vậy? Bấm lén xong rồi mới bấm. Biết sao không? Có phải hai chị em không? Tại vì Bảo Hân, Bảo Trân có phải hai chị em không? Hai chị em con. Dạ không. Chứ vô tình cái tên giống vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà hai con là hát nhóm vậy là có điểm gì chung với nhau không? Dạ tính cách chia lại sở thích. Tính cách chung gì? Dạ điên, điên. Wow. Điên sao? Điên thử chú coi coi. Chú nói nè, ngay lúc đầu á, cái đoạn mà hát giọng gió đó, Trân hát nó chưa được tốt lắm á. Có lẽ là chưa, là tại vì con bị áp lực hơn, đi thi đúng không? Hơn là người hát đầu hơn. Tiên à. Là người ra mà quỳ gối xuống người hát. À dạ. Vậy hèn chi quỳ gối anh thử hát không lên tới nổi. Cục hơi bị gián đoạn, cho nên là chú thấy là nó có một sự rụt rè đó. Nhưng mà khi mà lên cái đoạn điệp khúc mà cao trào thì tụi con đã lấy lại được tinh thần. Và tụi con đã hát rất là máu lửa, cho nên không thể nào không bấm được. Tại vì tụi con bè rất là chắc. Và hai cái giọng lúc mà bè nó rất là ăn sam với nhau, nghe rất là đã. Bản thân tụi chú là nhóm, cho nên là lúc đó là nghe rất là thích. Nên là không cách nào mà tới đoạn đó mà không bấm được hết. Chú nghĩ là khúc đầu chắc là lừa khán giả thôi, làm em rồi coi mọi người phản ứng sao không. Tới lúc người đẩy lên rồi mới đã không. Mẹ trời ơi, chú nhường cho cô Tiên nữa kìa. Cô Tiên lên tiếng đi cô Tiên. Cô thì thật sự là cô rất là ngạc nhiên, bởi vì rất là hiếm tìm được một cái nhóm hát nào, thậm chí là đôi hoặc ba mà có thể hỗ trợ cho nhau tuyệt vời như hai con được. Thường á, người ta ai cũng có cá tính riêng hết, và người ta rất là muốn thể hiện cái khả năng của mình, cho nên là vô tình khi mà vào không có hòa hợp được, nó sẽ cái bài hát nó sẽ không có suông và không có nâng được của cả hai lên. Nhưng mà ở cái phần biểu diễn của hai con vừa rồi thì cô rất là ngạc nhiên, nó hòa quyện từng chút một, và người này đưa người kia lên và người kia đưa người nọ lên. Cái đó gọi là hát nhóm đó. Nhưng mà cả hát hai không ai được đâu, không hiểu được đâu. Cả hai không ai là nền của ai cả, ai cũng hay và ai cũng xuất sắc. Chúc mừng hai đứa con. Vâng ạ, và cảm ơn các nhận xét của các vị huấn luyện viên, và chú cũng chúc mừng hai con, bởi vì hai con cũng là thi một trong những cặp đôi mà giành được tới 3 sự đồng thuận của các cô chú huấn luyện viên lận. Và cũng đồng nghĩa với việc các con cũng sẽ là những thí sinh tiếp theo của chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Bây giờ một lần nữa thể hiện cái sự điên của mình rồi đi vô sân khấu luôn. Một, chưa, một, hai, ba. Vô.